Kính thưa tất cả quý khán giả Góc Nhìn Hoàng Diệu, hôm nay vợ chồng tôi Kim Ngân và Hùng Béo đi tàu sức và đồng từ Nam Du tới Phú Quốc. Tôi được biết là trước dịch Covid-19 có những chuyến tàu đi lại lại như vậy hàng ngày từ Nam Du tới Phú Quốc, nhưng mà khi có dịch thì ngưng. Bây giờ mới bắt đầu lại, mà bắt đầu lại là cuối tuần thứ bảy thôi. Và quý khán giả thấy chắc là chưa có mấy ai biết, nên tàu vắng quanh nè. Đây có cả một cái bon tàu này, có hai vợ chồng tôi thôi. Anh thấy cũng hay không? Đây là chở hai vợ chồng mình đặc biệt dễ sợ không? Vậy là mình đi Phú Quốc nha em ha. Anh nói nãy đúng không em? Thông tin đó như vậy đúng ha? Là đúng rồi đó. Vậy thì hẹn gặp quý vị ở tại Phú Quốc nha. Cả một chiếc tàu trống trơn không mấy ai đi hết, vì đây là chuyến đường mới bắt đầu trở lại sau dịch Covid-19. Đi cuối tuần thôi, chắc dần dần mai mốt sẽ trở lại ngày thường nữa. Thấy đảo Phú Quốc rồi, vậy là sắp sửa tới thôi, chút nữa là cập bờ rồi. Tàu bắt đầu cập cảng Bãi Vòng. Bãi Vòng sát với phi trường quốc tế ở Phú Quốc. Đang đi vào bãi đây. Cập cảng để lên bờ. Đó. Thấy cảng tới nơi rồi. Tôi và bà xã Kim Ngân vừa tới Bãi Vòng ở Phú Quốc. Đây là Bãi Vòng đây. Và bây giờ Kim Ngân đang nói chuyện với taxi để đi về khách sạn. Cảnh mà Kim Ngân đang trả giá với taxi. Ở đây taxi hôm nọ đọc báo thấy họ ăn gian cái máy tính á, thấy cũng kinh thiệt, nên cũng đang phải hỏi cho rõ. Và đây là quang cảnh Bãi Vòng ở tại Phú Quốc. Quang cảnh Bãi Vòng như thế này đây. Và nhìn thấy đằng sau đó là đảo Phú Quốc. Đang đi taxi ở Phú Quốc. Đây là đảo Phú Quốc. Thấy đảo Phú Quốc vậy chứ cũng lớn thiệt đó. Từ Bắc đảo tới Nam đảo là khoảng bao nhiêu cây anh? Gần 70 cây. Gần 70 cây. Lớn cũng đâu có thua gì Singapore đâu. Thấy đây đất đai còn nhiều lắm đó nè, núi đồi nhiều lắm. Bà xã nghĩ sao? Bà xã về đây lên cái núi kia tu mình ở Vô duyên xây cái nhà trên đó tu được cái núi đường lắm á. Dạ. Cảnh đang đi về ở trung tâm Phú Quốc thì đi ngang qua như thế này đây. Này thì cũng giống như là ở thôn quê vậy, thôn quê Phú Quốc này. Còn bắt đầu đi vào thành phố thì khác nhau rồi. Tới ngã ba đây. Ở Phú Quốc này là có món gì ngon vậy bác trời? Là chủ yếu là cũng hải sản rồi vậy. Hải sản là về bún quậy đi. Buổi sáng thì ở trung tâm mình có bánh canh cá thu rồi đó. Chả cá thu ngon lắm. Sáng là loại là đặc kia, người ta đông lắm.
biết đâu đường lại ngon. Giống như là ở dưới Hòn Sơn em ăn bánh cầm đó. Mà em lại thích đó, đúng không? Ở Cà Mau có chỗ bánh bánh đồng đó cũng đâu đó. Đây là vào cái gì? Chợ rồi nè. Cảnh Phú Quốc ở đây chưa có vào trung tâm nhưng mà chắc vài cây nữa thì sẽ vào trung tâm. Từ trung tâm mà lên tới phía bắc để tới khách sạn Vinh Hotel đó thì cũng còn khoảng chừng hai mấy cây nữa. Vậy là đi từ phía nam mà tới phía bắc mà như vậy là tới 30 mấy 40 cây. Nên những ai mà chưa đi Phú Quốc biết là khách sạn Vinh á, mà tới phi trường á, là cũng khoảng chừng 30 mấy 40 cây. Khách sạn Vinh mà tới bến cảng như tôi đang vừa rồi mới tới á, là cũng 30 mấy 40 cây. Tiền taxi ở đây trung bình như vậy á, là một cuốc xe như vậy là khoảng nửa triệu. Phú Quốc nha. Ở đây là Vinpearl.